Rồi hôm nay chị Hồng Nhiên Slow Motion cái máy này quý chị nhìn ghiền lắm, nhìn là phải mua các sắt nào, các sắt dày, các sắt ống dày luôn quý chị. Đó nhìn đã chưa, phải phải đó. Bây giờ cắt gỗ nghiêng 45 độ cho quý chị coi luôn nè, đó rất là nhẹ nhàng, quá đã luôn quý chị, nhìn là ghiền liền đó, 45 độ ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên sẽ dứt cho quý anh chị coi là cắt hãng. À, nhìn cái này là lậm liền quý anh chị, thấy là lậm liền, đảm bảo ngon, khoái luôn. Rồi, xin chào quý anh chị, hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu một cái máy này quý anh chị nhìn ghiền liền, mua liền luôn. Tại vì đây là máy cắt đa năng của anh chị, của con Deadtong mới vừa ra phiên bản mới nhất, thấy không? Hồi trước giờ mới có cử nè ha, có cắt 45 độ nè, cắt lưỡi đa năng nè, từ nhỏ tới lớn cắt được 3-4 loại lưỡi luôn. Mà trước tiên để nhìn test cho quý anh chị coi máy chạy từ ha. À, nè đây nè quý anh chị cắt nè, đây chạy từ ha, chạy pin, trời nó ngọt đã lắm quý anh chị, thấy chưa, cắt là thấy ghiền liền, có cử nè, nên là quý anh chị cắt nó rất là dễ, thấy không? Đây nè đó, cái này là mình mới cắt là cắt thẳng đúng không quý anh chị, nghiêng ở đây 45 độ nè đó, nghiêng cái máy nè, ở đây là 45 độ nè ha, cắt vô 45 độ có cử đàng hoàng quý anh chị, dễ cắt dữ lắm luôn đó. Ví dụ như giờ mình cắt 45 độ quý anh chị coi Hồng Nhiên cắt nè, quý anh chị nhìn nè, nó ngọt, nhìn nó đã ghê không. Nói là cắt cái này, cắt gỗ là chuyện đơn giản, quý anh chị có thể cắt gạch, cắt sắt. Bây giờ Hồng Nhiên cắt sắt nè, đó cắt sắt cho quý anh chị coi luôn nè, nè đó quý anh chị thấy đã không, nè cắt nè đó, cực kỳ dễ nha. Đó đây này, cắt bấm chạy đưa vô quý anh chị, cực kỳ đơn giản, thấy chưa, sắt nè. Bây giờ cắt cho quý anh chị coi cái sắt dày xíu nè ha, đó trời ơi nó đã không nội ơi, quý anh chị cắt sắt không, cắt sắt dày đàng hoàng mà cắt nhẹ nhàng, thử lại đường nữa cho coi nè quý anh chị. À, trời cái này ngon nha, quý anh chị thấy đã không, cắt sắt có thể cắt gạch, cắt đá, cắt gỗ quý anh chị, nhưng mà cắt được độ sâu. Bây giờ quý anh chị sẽ đợi Hồng Nhiên giới thiệu cái mẫu máy này, đảm bảo thấy là mê liền, ngon dữ lắm luôn. Rồi quý anh chị thấy không, cái máy này Nhiên nói Nhiên giới thiệu cái quý anh chị mê liền, đảm bảo quý anh chị mua máy này liền. Rồi ở đây Nhiên giới thiệu nè, trước tiên là cái model của máy nè quý anh chị, Deadtong, model nó là M21CS05BL. Thì cái mẫu máy này điện 21V pin nè, rubber motor không có chổi than quý anh chị, tốc độ máy là 6.000 vòng ha. Nó cắt được độ sâu á, độ sâu của nó ví dụ như quý anh chị cắt 45 độ thì nó cắt được 35mm, còn quý anh chị cắt thẳng 90 độ á, là nó 51mm nè. 45 độ chuyên nghiệp nó có thể cắt gỗ nè, cắt sắt nè, alu, ống PVC hay là nhôm đồ quý anh chị. Đó thì giờ Nhiên khui ra một cái máy mới hoàn toàn quý anh chị, mình khi mình mua nó sẽ như thế này nè, nó sẽ có gì, cái máy không, nó nặng khoảng ký 8 quý anh chị. Đó thì cái máy mình khui ra nó có một cái cử nè, à, rồi nó có phiếu bảo hành và một cây lục giác nè, sách hướng dẫn sử dụng nè, bảo hành 6 tháng ha. Rồi trong này nó có cho mình một cái lưỡi 1 tấc 4 quý anh chị, 24 gang lưỡi chuyên cắt gỗ. Còn hồi nãy Hồng Nhiên cắt là cái lưỡi này là Nhiên cắt cái lưỡi đa năng, lưỡi hợp kim quý anh chị, đây là lưỡi hợp kim nhưng bỏ vô 1 tấc 25, nhưng mà nó tặng theo cho mình là cái lưỡi này 140mm quý anh chị ha. Cái mẫu này lưỡi này là 140mm, lỗ của nó là 20mm, dày 1 ly 6, đó 140mm nè, đã chuyên cắt gỗ ha. Thì quý anh chị muốn cắt đa năng thì mình mua lưỡi đa năng đây, nhưng mà quan trọng là cái máy của nó là vậy nè quý anh chị. Ở đây bảo vệ nè, đó lỗ bên trong này là lỗ nó là 20mm, nên quý anh chị xài lưỡi 1 tấc, lưỡi 1 tấc 2 và lưỡi luôn cả lưỡi 1 tấc 4 là nó xài được. Nhưng mà quan trọng ở dưới này quý anh chị thấy nè, ở đây mình nhét cục pin vô ha, đó nhét cục pin vô dày, thì ở đây quý anh chị thấy nó có đèn rất là sáng nè, đó đèn nè quý anh chị, đèn sáng luôn. À, ngon, nặng 1 ký 8 thôi, tốc độ của nó là 6.000 vòng quý anh chị, cắt 45 độ.
Đây nó nói rất là rõ ha, cắt 45 độ thì cắt được độ sâu 35mm là 3/2 ha. Còn 90 độ là 51mm nha quý anh chị. Cái máy này Deadtone này là công nghệ của Đức nhưng mà đang lắp ráp ở Trung Quốc. Quý anh chị thấy nè, ở chỗ này là mình nghiêng 45 độ nè. Đó, nghiêng độ tùy ý mình nè. Đó, còn ở đây là cái cử mình bắt vô, quý anh chị bắt cái cử vô nè. Đây hồng nhiên bắt cái cử thì quý anh chị có thể kéo cử dài ngắn nè, con ốc xiết cử nè. Đó, như vậy nha. Khi mình cắt là cái này tự động nó chạy lên, vô gỗ là tự động nó chạy lên. Đây là cái nút khóa của nó quý anh chị. Khóa để quý anh chị mở lưỡi nè, nhấn cái nút này vô nè. Đó, quý anh chị nhấn vô để quý anh chị mở lục giác lưỡi đây nè, nhấn vô nó đứng lại nè ha. Này nó chạy có thắng quý anh chị, buông ra là thắng cạch cạch nè. Thấy là thắng từ mà. Đó, tại buông ra là thắng lại. Tự nhiên nói quý anh chị á, Deadtone nó ra con máy này á là coi như là thị trường là mệt mỏi cắt đa năng. Thị trường là coi như con máy này cắt nè, quý anh chị thấy không, là độ lên xuống đó nè. Dặn ốc này cực kỳ đơn giản, một cái máy gọn nhẹ. Thấy không, nặng ký 8 thôi quý anh chị, mua máy này đang được giảm giá 10% mới vừa về quý anh chị. Nhưng mà công ty tài trợ cho mình giảm 10%. Thì quý anh chị thấy ở đây nè. Chỗ này nè, nút nhấn này nó không có nhà chạy được, nút an toàn nha. Quý anh chị bấm cái nút này vô, quý anh chị mới nhấn được cái công tắc cò này ha. Là đèn nó sáng lên. Đó, bảo vệ là 1/4 ha, lưỡi 1/4. Đó, tự động là nó thắng lại luôn. Còn ở đây nè, viền cao su đây nó để là rub led motor quý anh chị thấy không? Viền cao su êm tai nè, coi như là mình xài nó có, nó giống như là nó có sọc sọc vậy, mình xài nó êm tai với lại nó chống trơn trượt khi tay mình đổ mồ hôi á, chạy từ không có chổi than. Quý anh chị nhìn thấy hoàn thiện con máy không? Nhìn rất đã, những con ốc này nó lục giác ở trơn. Hôm nào đó Nhiên sẽ làm một video Nhiên tháo ra cho quý anh chị coi ở bên trong. Còn hiện tại bây giờ là cái máy này giá của nó là 1.250.000 quý anh chị, cái thân máy không nha. Nhưng mà công ty mới nhập về giảm giá 10%, hỗ trợ từ nhà máy discount 10%, thì giá nó còn lại 1.125.000 quý anh chị. 1.125.000 quý anh chị, có cục pin chân M nha, chân thông dụng, thì quý anh chị khẳng định ai cũng sẽ chơi con máy này. Cái quan trọng quý anh chị thấy gắn cái lưỡi vô cắt không? Cắt nó nhẹ, nó đã gì đâu mà cầm nó gọn quý anh chị, an toàn. Cái quan trọng là cái máy này khi quý anh chị sử dụng nè, có bảo vệ vậy nè. Quý anh chị đè vô cái bảo vệ tự động nó chạy lên vậy nè, là nó cắt cực kỳ an toàn quý anh chị thấy không? Cái quan trọng là cái an toàn á, nó có đèn để quý anh chị làm trong khu vực bóng tối thiếu ánh sáng là quý anh chị chơi cái này, thấy không? Đó, ngon lành như vậy đó. Giá có 1.125.000 nhưng nói về cái là Hồng Nhiên review cho quý anh chị coi liền. Tại vì Nhiên biết được là cái thị trường cái máy này mà quý anh chị xài là nó có chế độ an toàn mà nó xài chân pin thông dụng. Tại vì cắt DIY nhiều anh chị cô chú ở gia đình đó, có con máy này cực kỳ tiện lợi và nó an toàn cho mình nữa. Cắt sắt cũng được, cũng an toàn nữa. Thay vì quý anh chị xài những cái lưỡi mà đá tròn đó, nó nguy hiểm, nó bể lưỡi quý anh chị. Còn đối với những cái lưỡi hợp kim như vậy đâu có bể. Mà mình quất một cái lưỡi như vậy, thay vì nó tặng theo cho quý anh chị một cái lưỡi ở bên trong của nó là lưỡi gắt gỗ nha. Lưỡi nó là vậy nè, đây. Cái lưỡi cho quý anh chị coi, lưỡi đi theo nè. Đó, cái lưỡi đi theo là chỉ để cắt gỗ, không có cắt hợp kim, không có cắt sắt đâu quý anh chị. Chỉ để cắt gỗ thôi. Đó là lưỡi 24 găng. Đó, lưỡi có nó có lỗ này để thoát phôi nè quý anh chị ha. Đó, còn cái lưỡi mà quý anh chị mua xài sau này, cái lưỡi này nó mòn rồi á, quý anh chị mua cái lưỡi hợp kim bỏ vô xài là thấy sướng luôn. Quan trọng là nó có cử đồ nè, rồi nó có nghiêng độ nè, rồi cắt sắt được nè, cắt nhôm được, cắt gỗ được, cắt gạch cũng được. Nói chung quý anh chị muốn cắt cái gì cắt, đại khái là cái máy cắt an toàn. Cái quan trọng là máy cắt an toàn là mình chơi ha. Đó, mà giá nó được khuyến mãi đang đợt này, giảm giá 10% là còn 1.125.000. Thêm một cái vấn đề nữa là quý anh chị mua trong cái tháng 8 này là phải mua, tại vì mình mua thêm cục pin là tặng một cục sạc nhanh. Đó, nó ngon vậy. Ví dụ pin 2A quý anh chị mình mua 400 480, mà 3A là 670. Còn quý anh chị mình mua cục 4A kiểu vậy, pin chống cháy có báo pin nè, thấy không? Đó, có báo pin đầy đủ này, pin nhưng chưa sạc luôn á. Đó, thì có báo pin đầy đủ thì giá nó là 820 quý anh chị. 820 cộng với lại 1.125.000 là quý anh chị cộng vô mới 1.900.000 à, là quý anh chị thấy là có, mình có cái máy. Còn anh chị nào đã có pin rồi thì khỏi cần, cầm cái máy 1.8 này đi xài ở nhà an toàn là chính quý anh chị. Tại giá có 1.000.000 mà an toàn tuyệt đối, là quý anh chị thấy cái mẫu này kiểu gì không mua, thấy không? Cắt sâu được, cắt cạn được, cắt tối đa 1/5 là quý anh chị biết rồi. 1/5 được nhiều chứ bộ, 1/5 là cũng nhiều á. Là quý anh chị cắt thấy không, cây ống tròn 34 nhưng cắt cái lưỡi 125 thôi, cắt ngon lành. Nó xài lưỡi 1 tấc, tấc 25, tấc 4,
ha, nó xài được 3 loại lưỡi của anh chị. Thì hiện tại thị trường Việt Nam mà nó sẽ xài được 3 loại lưỡi như vậy. Lưỡi đa năng được, lưỡi cắt gỗ không chuyên nghiệp cũng được, cắt nhôm cũng được, lưỡi hợp kim cũng được. Đó, một cái mẫu máy. Nhớ nha quý anh chị, M21CF05BL là một con máy nhưng khẳng định quý anh chị sẽ làm mưa làm gió thị trường Việt Nam mình luôn. Đó, tại vì máy nó quá đẹp đi, nó gọn gàng. 1.125.000, quý anh chị có nhu cầu về cái sản phẩm máy cua pin chạy từ như thế này của Deadtone, quý anh chị có thể liên hệ Hồng Nghiên qua những số hotline bên trên. Đảm bảo quý anh chị cái này sẽ là cái hot nhất trong cái tháng này, đảm bảo luôn. Thì quý anh chị có liên hệ mua nha thì gọi số hotline bên trên ha. Có ý kiến thế nào quý anh chị có để là comment mình giới giúp mình nhiều. Còn bây giờ Hồng Nghiên xin chúc sức khỏe, chúc anh chị một ngày mới tốt đẹp. Còn bây giờ Hồng Nghiên xin chào, bye bye.